Chúng ta đi vào cái tiết học về cách tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ OXY. Thế để tính góc giữa hai đường thẳng ấy, thì em cần phải có một cái công cụ rất quan trọng, đấy là công thức tính góc giữa hai vectơ. Góc giữa hai vectơ. Giả sử em đã có sẵn hai cái vectơ là U1, nó có tọa độ là A1, B1 và vectơ U2 nó có tọa độ A2, B2. Đấy. Thì câu hỏi đặt ra là góc giữa hai vectơ sẽ được tính như thế nào? Em nhớ này, góc giữa hai vectơ được xác định bằng cách ta tịnh tiến hai cái vectơ đó về để chung một góc. Thì lúc đó góc giữa hai vectơ này cũng giống như là góc giữa hai biên, và rõ ràng là nó có thể lớn hơn 90 độ hoặc có thể nhỏ hơn 90 độ. Phải không nào? Đó. Vậy hai vectơ U1 và U2 thì góc với chúng là ký hiệu như thế này, có thể lớn hơn đồng bằng không và nhỏ hơn đồng bằng 180 độ. Em lại nhớ chưa thể trong khoảng phẳng tọa độ đó thì tích vô hướng giữa hai vectơ U1 nhân vô hướng với U2 sẽ được tính theo hai cách này. Cái thứ nhất là tổng các hành độ cộng với tổng các cung độ, tức là A1 nhân với A2 cộng B1 nhân B2. Đấy. Và theo cách tính thứ hai, nó bằng độ dài của vectơ U1 nhân với độ dài của vectơ U2 và nhân với cos của cái góc tạo độ hai vectơ này. U1, U2. Đấy. Đây là bằng độ dài của vectơ U1, nó sẽ là căn bậc 2 của A1 mình cộng B1 mình nhân với độ dài của vectơ U2 là căn bậc 2 của A2 mình cộng với B2 mình nhân với cos của góc tạo bậc 2 vectơ này. Đấy. Rõ ràng là A1, A2 cộng với B1, B2 thì lại bằng cái bậc thức này. Hóa ra cos của cái góc tạo bởi hai vectơ U1 và U2 sẽ phải bằng A1 nhân A2 cộng với B1 nhân với B2 chia cho căn bậc 2 của A1 mình cộng B1 mình nhân với căn bậc 2 của A2 mình cộng với B2 mình. Đấy, như vậy là với cái vectơ U1 và U2 nó biết tọa độ của nó, tức là đã biết các giá trị A1, A2, B1, B2, thì thay vào công thức này chúng ta sẽ tính được cos của góc giữa chúng. Và một khi đã biết cos của góc giữa chúng thì cũng có nghĩa là ta suy ra được cái góc giữa chúng bằng bao nhiêu độ, phải không? Đấy, người ta có này, cos của cái góc tạo bởi hai vectơ U1 và U2 sẽ bằng A1, A2 cộng B1, B2 chia cho căn bậc 2 của A1 mình cộng B1 mình nhân căn bậc 2 của A2 mình cộng B2 mình. Bây giờ chúng ta mới để xét hai cái đường thẳng delta 1 và delta 2 nào đó. Giả sử nó có hai cái vectơ chỉ phương tương ứng là U1 và U2. Lúc này tịnh tiến U1 và U2 về chung góc thì em cảm dễ nhận thấy đấy, đây chính là góc giữa hai đường thẳng. Anh nó là alpha thì đây cũng sẽ là alpha. Đấy là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai, giả sử U2 đi theo chiều ngược lại. Đấy. Thế thì em quan sát, đây là delta 1, đây là delta 2. Thì góc giữa hai đường thẳng luôn luôn phải là cái góc nhỏ hơn 90 độ. Nhưng góc giữa hai vectơ thì chưa chắc, nó có thể nhỏ hơn 90 độ hoặc có thể lớn hơn. Đây là U1, đây là U2. Đấy, ta tính tiến nó về trường góc. Thì lúc này, đây mới là góc giữa U1 và U2.
Thế trong hai tình huống này ta nhận thấy có điều gì? Trong trường hợp này thì góc giữa hai vectơ cũng đúng bằng góc giữa hai điểm thẳng. Còn trong trường hợp này em dễ nhận thấy cái góc này cộng với góc này bằng 180. Hay là cái khác, góc giữa hai vectơ lúc này đúng bằng 180 độ trừ đi góc giữa hai điểm thẳng. Ta ký hiệu đó là alpha. Đó là. Nhưng ở trong cái phần học đại số về giá trị lượng giác của các góc từ 0 đến 180 độ, em nhớ lại cho thầy này. Với hai góc mà có giá trị bằng nhau thì hiển nhiên cos của chúng phải bằng nhau. Vậy ở trong tình huống thứ nhất là cos của góc giữa hai điểm thẳng ta ký hiệu là alpha sẽ phải bằng gì? Sẽ phải bằng cos giữa hai vectơ u1 u2. Đấy. Còn trong trường hợp góc giữa hai điểm thẳng và góc giữa hai vectơ có tổng bằng 180 độ thì lúc đó em sẽ có này, cos giữa hai điểm thẳng là alpha thì sẽ phải bằng trừ đi cos giữa hai vectơ, tức là cos của u1 u2. Đấy, thầy nhắc lại nhé. Trường hợp thứ nhất là hai đường thẳng có tạo với nhau một góc đúng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương. Trường hợp thứ hai là hai đường thẳng hợp với nhau một góc đúng có tổng của nó với góc giữa hai vectơ bằng 180. Thì trường hợp thứ nhất là cos góc giữa hai đường thẳng sẽ bằng cos góc giữa hai vectơ. Trường hợp thứ hai cos góc giữa hai đường thẳng phải bằng trừ cos góc giữa hai vectơ. Đấy, thì em biết là cos của alpha phải bằng trừ cos của 180 độ trừ alpha. Đấy. Thế nhưng em nhớ như thế, góc giữa hai đường thẳng thì bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Trên cos của nó bao giờ cũng phải lớn hơn hoặc bằng không. Đúng nào? Cos của nó lớn hơn hoặc bằng không, trong khi đó nếu góc này nhỏ hơn 90 độ thì cos giữa hai vectơ này dương. Còn trong trường hợp này thì cos giữa hai cái này âm. Và do vậy chúng ta chỉ việc lấy cos alpha bằng trị tuyệt đối của cos tạo bởi góc giữa hai các vectơ chỉ phương u1 và u2. Đấy. Tại sao vậy? Để lấy ví dụ như trong trường hợp này, cos của u1 và u2 ta lấy con số cho nó dễ hình dung bằng 1 phần 2 chẳng hạn nhé. Thì cos giữa hai góc giữa hai đường thẳng cũng đúng bằng cos giữa hai vectơ bằng u2. Nếu trong trường hợp này thì sẽ ra thể lấy ví dụ như cos của alpha bằng 1 phần 2, còn cos của góc giữa hai vectơ lúc đó sẽ phải bằng trừ đi 1 phần 2. Đúng nhỉ? Vậy tóm lại là trị tuyệt đối của cos góc giữa hai vectơ sẽ luôn luôn bằng cos của góc giữa hai đường thẳng nhé. Ta nói rằng trường hợp thứ hai này, góc giữa hai đường thẳng này, nếu đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2 có các cái vectơ chỉ phương lần lượt là u1 bằng a1, v1 và u2 bằng a2, b2. Yeah. Thì khi đó thì góc giữa delta 1 và delta 2 là alpha sẽ phải thỏa mãn cos của alpha bằng trị tuyệt đối của cos giữa hai vectơ u1 và vectơ u2 hay bằng a1 a2 cộng b1 b2 chia cho căn bậc 2 của a1 bình cộng a xin lỗi cộng với b1 bình nhân với căn bậc 2 của a2 bình cộng với b2 bình. Và để trong trị tuyệt đối các bạn, để trong trị tuyệt đối thì cả cái phân số này để trong trị tuyệt đối thì ta cũng chỉ cần những cái trị tuyệt đối ở trên tử thôi cũng được. Vì sao? Để mẫu chắc chắn đã dương rồi. Đấy là công thức tính góc giữa hai đường thẳng khi biết hai vectơ chỉ phương của nó. Thế còn nếu ta biết góc giữa hai phát tuyến thì thế nào? Đấy, ta biết
thiết lập cái công thức này. Đấy, giả sử là delta 1 và delta 2 có các cái vector phát tuyến là n1 bằng a1 b1 và n2 bằng a2 b2. Vậy khi đó góc giữa hai đường thẳng sẽ được tính như thế nào? Đấy. Thì góc alpha giữa hai đường thẳng sẽ được tính theo công thức này. Bây giờ thầy chứng minh cho các em này. Đây là đường thẳng delta 1, đây là đường thẳng delta 2 và đây là góc alpha giữa chúng. Vector phát tuyến n1 và vector phát tuyến n2. Đấy. Thế như vậy em nhận thấy này, trong trường hợp này cái tứ giác này nhé, nó có hai góc hình vuông. Vậy thì hai góc còn lại phải có tổng bằng 180 độ. Đấy. Kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai này, nếu như ta đổi chiều một trong hai vector này, phải không nào? Đấy. Thì góc giữa hai đường thẳng alpha cộng với cái góc này này là 180, nhưng đây mới là góc giữa hai vector. Đấy. Nhá. Vậy thì lúc này góc giữa hai vector cũng đúng bằng góc giữa hai đường thẳng. Ồ, thế suy ra là góc giữa hai phát tuyến và góc giữa hai đường thẳng sẽ có mối quan hệ là chúng bằng nhau hoặc chúng có tổng bằng 180 độ. Thế thì nó cũng chẳng khác gì như góc giữa hai vector chỉ phương cả. Do vậy mà cốt của alpha là góc tổng của hai đường thẳng sẽ cũng phải bằng trị tuyệt đối của cốt của cái góc tổng của hai vector phát tuyến n1 và n2. Hay với n1, n2 để cho ta biết là tổng a1, b1 và a2, b2 thì cốt của góc giữa hai vector sẽ là a1, a2 cộng với b1, b2 đặt trong trị tuyệt đối chia cho căn bậc hai của a1 mình cộng với b1 mình nhân với căn bậc hai của a2 mình cộng với b2 mình nhé. Đấy chính là công thức tính cốt của góc giữa hai đường thẳng khi biết hai vector phát tuyến. Và trên đây là công thức tính cốt của góc giữa hai đường thẳng khi biết hai vector chỉ phương. Như vậy là dù là hai vector phát tuyến hay là hai vector chỉ phương thì về cơ bản công thức cũng giống nhau. Cốt của góc giữa hai đường thẳng bằng trị tuyệt đối của cốt giữa hai vector chỉ phương hoặc bằng trị tuyệt đối của cốt giữa hai vector phát tuyến nhé. Em nhớ cho thầy phải cùng là vector chỉ phương hoặc cùng là vector phát tuyến, chứ không được phép một cái là chỉ phương một cái là phát tuyến. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta đi vào cái phần là thực hành một chút. Ta sẽ xem một số cái ví dụ. Ví dụ một này, tính số đo góc giữa hai đường thẳng d1 và d2. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng d1 có phương trình 4x trừ 2y cộng 6 bằng 0 và đường thẳng d2 phương trình của nó là x trừ 3y cộng 1 bằng 0, x trừ 3y cộng 1 bằng 0. Thế phần học về phương trình tổng quát của đường thẳng em biết hết rồi. Từ phương trình tổng quát thì ta có thể đọc được các cái vector phát tuyến của nó. Đấy, ta nói rằng phát tuyến, đây là phần giải nhé, phát tuyến của d1 và d2 sẽ
lần là n1 bằng 4 trừ 2 hoặc cũng có thể viết thành 2 trừ 1. Đấy, mình nhớ biết là n là vector phát tuyến thì k lần vector n cũng là phát tuyến. Vậy 2, 4 trừ 2 là vector phát tuyến thì 2 trừ 1 cũng là vector phát tuyến nhé. Và n2 bằng 1 trừ 3. Chúng ta nhớ này, nếu gọi alpha là góc giữa hai cái đường thẳng, nếu vậy thì cos của góc alpha sẽ bằng gì? Bằng chi tuyệt đối của cos góc tổng hợp hai vector n1 và vector n2. Thế bằng, bây giờ ta thay số đi, nó bằng chi tuyệt đối của góc giữa hai vector n tính đấy. A1 nhân A2 tức là 2 nhân với 1 cộng với B1 nhân với B2 là trừ 1 nhân với trừ 3 thành cộng 3, chia cho căn bậc 2 của A1 mình cộng B1 mình tức là 2 mình cộng với 1 mình nhân với căn bậc 2 của 1 mình cộng 3 mình. Thế bằng ở trên tử này chúng ta được là 5. Dưới mẫu này em được là 4 cộng 1 là căn 5 nhân với căn 10. Chúng ta đúng không nhé, nó sẽ bằng là căn 10 em triển khai thành căn 5 lên căn 2 thì sẽ là 1 trên tất cả, sẽ bằng 1 trên căn 2. Thì cos alpha bằng 1 trên căn 2 thì suy ra alpha bằng 45 độ. Vậy góc thứ hai đường thẳng này là 45 độ. Ta xét sang cái ví dụ số 2. Tính góc giữa hai cái đường thẳng D1 có phương trình ở dạng tham số là y bằng 5 cộng với t, và xin lỗi, x bằng 5 cộng t và y bằng 3 cộng 2t, và đường thẳng D2 có phương trình cũng ở dạng tham số là x bằng trừ 6 cộng 5t. Đấy, và y thì bằng 6 trừ 4t. Đây là phương trình tham số của đường thẳng em ạ. Thì từ phương trình tham số này ta có thể đặt ra các vector chỉ phương. Ta giả thành như sau: các cái vector chỉ phương của đường thẳng D1 và đường thẳng D2 lần lượt là ta gọi là U1 đi. U1 và D1 sẽ là cái gì này, hệ số trước đó là 1 và 2 thì gọi là vector 1, 2, và U2 này nó bằng 5 trừ 4 nhé. Chúng ta biết là góc giữa hai đường thẳng thì bằng chi tuyệt đối của, xin lỗi, cos của góc giữa hai đường thẳng thì bằng chi tuyệt đối của cos của góc giữa hai vector, đúng không? Thế nếu ta gọi góc giữa hai đường thẳng là alpha là góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng D1 và D2, thì như vậy cos của alpha sẽ bằng gì? Chi tuyệt đối của cos giữa cos của góc tổng 12 vector chỉ phương U1 và U2. Đấy, nó sẽ bằng gì? Thay số đi, hai vector U1, U2 này thì cos của nó được tính như nào? Ta đã có công thức trên đây nhé. Vậy em sẽ được chi tuyệt đối của này: 1 nhân với 5 cộng với 2 nhân với trừ 4 cộng trừ 8 chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình, tức là 1 bình cộng 2 bình nhân với căn bậc 2 của 5 bình cộng với 4 bình là 25 cộng với 16 hay 3 tử em được là 3 và mẫu em được là căn 5 này
nhân với căn bậc 2 của 41. Thế đây là góc không đẹp vậy bạn. Trong trường hợp góc không đẹp như thế này, ta thể hiện nó như thế nào? Em có thể hiện như thế này. Suy ra alpha bằng a cos của 3 chia cho căn bậc 2 của 5 nhân với 41. Đấy. Tức là alpha là một cái góc nào đấy mà cos của nó thì bằng 3 trên căn bậc 2 của 5 nhân với 41. Đấy là cái ví dụ số 2. Ta sang cái ví dụ số 3 này. Ví dụ 3. Cho hai đường thẳng là delta 1 mx cộng y trừ 6 bằng 0 và delta 2 là x cộng với y cộng với 3 bằng 0. Hãy tìm mà để a nhỏ là delta 1 phải delta 2 vuông góc với nhau, b là delta 1 delta 2 hợp với nhau một góc bằng 30 độ. Đó. Thế ta xử lý nó thế nào đấy? Thì a, ta cần tìm m để cho delta 1 vuông góc với delta 2. Thế có này. Từ phương trình tổng quát ấy, thì ta suy được hai vectơ pháp tuyến. Các pháp tuyến của delta 1 và delta 2 sẽ lần lượt là n1 bằng m cộng với 1. Xin lỗi, m cộng 1. Và pháp tuyến của delta 2 là n2 bằng 1. 1. Đấy. Hai cái đường thẳng này vuông góc với nhau, có nghĩa là chúng hợp với nhau góc 90 độ. Vậy thì cos của 90 độ là cos của góc giữa hai đường thẳng này sẽ phải bằng chi tuyệt đối của cos hợp bởi hai vectơ n1 và n2. Đấy. Và cos của 90 độ nhân biết nó phải bằng 0. Điều này tương đương với gì? Chi tuyệt đối của nó bằng 0 có nghĩa là cos của nó cũng phải bằng 0. Cos có bằng 0 khi nào? Cos của góc giữa hai vectơ thì mình biết rồi, nó được tính theo công thức này. Đấy. Nó sẽ là a1 nhân a2 giống như m nhân 1 cộng với b1 nhân b2 tức là cộng với 1 nhân b1 chia cho căn bậc 2 của m mình cộng 1 mình nhân với căn bậc 2 của 1 mình cộng 1 mình thì phải bằng 0. Cái phân số này cũng khác không chắc chắn rồi. Để cho nó bằng không thì ta cần chỉ cần tử bằng không thôi. Vậy là m cộng với 1 phải bằng không. Suy ra m cộng 1 phải bằng không và suy ra m bằng trừ 1. Vậy ta kết luận là vậy với m bằng trừ 1 thì delta 1 sẽ vuông góc với delta 2. Ta sang cái ý đi. Ta phải tìm m sao cho chúng hợp với nhau một góc 30 độ. B. Ta có các cái vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng này lần lượt là n1 bằng m1 và n2 thì bằng 1 1. Đấy. Chúng hợp với nhau góc 30 độ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cos của góc giữa hai đường thẳng đó chính là cos của 30 độ thì bằng chi tuyệt đối của cos của góc tổng bởi hai vectơ pháp tuyến là n1 và n2. Đấy, thì phải bằng, em nhớ là cos của 30 độ là căn 3 trên 2. Hay nó tương đương với chi tuyệt đối của cos của góc giữa hai vectơ tức là chi tuyệt đối của m nhân với 1 cộng với 1 nhân với 1 chia cho căn bậc 2 của m bình cộng với 1 bình nhân với căn bậc 2 của 1 bình cộng với 1 bình tức là căn 2 thì bằng gì? Thì
thì bằng căn 3 trên 2. Thế nên ta giải cái phương trình này ra ta sẽ tìm được m thôi. Đấy. Cái tốt nhất là ta sẽ bình phương hai vế đi. Thì em sẽ suy ra là m cộng 1 tất cả bình phương tức là m bình cộng với 2 m cộng 1 đây là trên tử. Dưới mẫu sẽ bằng 2 nhân với m bình cộng với 1 tức là 2 m bình cộng 2. Thì bằng vế phải sẽ là 3/4. Động tác này chủ yếu là đặt nháp nhá. Nên chéo này sẽ là tổng 4 m bình cộng với 8 m này cộng với 4 này thì bằng 6 m bình này. Để cộng với 6 này. Đấy, chúng ta sẽ được là đặt hết chỗ để thể hiện sang bên này. Em sẽ có là 2 m bình này. Trừ đi 8 m. Và cộng với 2 thì bằng 0. Đây tương đương với m bình trừ đi 4 m cộng với 1 thì bằng 0 nhé. Đến đây em có thể ấn máy tính hoặc là giải tay thì thầy sẽ giải tay này. Nên ta phải nó sẽ bằng 1 trừ đi 1 bằng 3 đấy. Hay là em được m 1 thì bằng là trừ bên phải thứ 2 cộng với căn 3 trên A vẫn là trên 1 thì thôi M2 sẽ bằng 2 trừ căn 3. Từ đây em có thể dẫn đến kết quả này. Cái phương trình trên sẽ tương đương với hoặc là M bằng 2 cộng căn 3 hoặc là M bằng 2 trừ căn 3. Ta kết luận là M bằng 2 cộng căn 3 hoặc M bằng 2 trừ căn 3 thì delta 1 và delta 2 sẽ hợp với nhau góc bằng 30 độ.